cho con đường duy nhất biết bao. Còn một chút thời gian thì em và cũng rất vui em sẽ không bao giờ bận tâm nhau cho con đường. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2024. Thì trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh em, quý vị, các bạn đã lắng nghe kênh của bên em. Và cũng sau một thời gian khá dài thì ngày hôm nay thì em lên sóng, được đưa cái mặt của mình ra làm đại diện để tâm sự với anh em một tí. Trước tiên em rất cảm ơn anh em trong thời gian vừa rồi đã ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Em là Phạm Thức, cảm ơn anh em rất nhiều, rất cảm ơn anh em, những người luôn luôn ủng hộ em trên con đường mà em phát triển. Và ngày hôm nay thì buổi chiều ngày hôm nay em có tiếp một phái đoàn ở trên Phú Thọ đã xuống nhà em và mua đồ của em, và cũng rất cảm ơn các bác đã bỏ một chút thời gian ở lại để thưởng thức một chút rượu của quê em, chút rượu của em ngâm. Thì rất vui và rất tình cảm gặp các bác ở đây, mặc dù các bác cũng đi chặng đường khá xa. Nếu như em không nhớ không nhầm thì khoảng chừng tầm một tiếng nữa là các bác về đến nhà. Thì các bác xem được video này thì cũng cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới anh em. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn, Phạm Thức Audio rất cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ. Và ngày hôm nay cũng giống như vừa nãy thì bác bảo bác ở trên Phú Thọ ấy, em xin phép không nói tên nhé, bởi vì cái này nó liên quan đến cái gọi là cái riêng tư, em sẽ không nói thêm. Thì cho em rất cảm ơn bác. Thì bác bảo là lúc nãy em có test một bộ âm thanh karaoke cho bác ấy, thì bác đã nhập rồi, và bộ bà và em có hát một bài hát là bài Nhớ Lắm Vợ Ơi. Thì bác bảo là chú lúc nào chú hát và chú thu âm lên và chú quay mặt chú để cho anh em biết là chú nhớ vợ đến mức nào. Thì thực sự với quý vị các bạn là trong cái giới âm thanh, làm âm thanh thì bác nào đã từng thấy em đã đi lắp đồ cho các bác mặc dù ở tỉnh rất xa, từ em phải nhớ nhất là Thọ Xuân Thanh Hóa, có mấy chú mấy bác đó rất gọi là ủng hộ luôn, và rất nhiều tỉnh khác, Điện Biên, Sơn La và xa nhất là Huế, bọn em đã từng bước chân vào đó. Nhưng em sẽ không nói cụ thể là ở tỉnh nào, bởi vì đơn giản là bọn em giữ cái nội dung bí mật cho khách hàng, anh em thông cảm nhé, không nói rõ cụ thể địa chỉ nhà hoặc như nào đó. Nhưng mà cái tấm lòng của ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh em, quý vị, các bạn, đặc biệt là mấy bác ở Phú Thọ đã về đây. Thì rượu thì em cũng uống rất nhiều rồi, mà rượu của em và các bác cũng thưởng thức rồi. Thì đúng như lời của bác thì em xin hứa với bác là em bây giờ em sẽ hát một bài hát Nhớ Lắm Vợ Ơi, đưa lên YouTube đấy. Thì rất mong anh em là nếu như mà nó không hay thì các bác cũng thông cảm, còn nếu như anh em nào thấy nó hợp lý thì lúc nào ủng hộ em nhé. Chiếc âm đi 506N, em đang hát một chiếc âm đi 506N đời năm 1999, và em hứa rằng ngày mai em sẽ lên video ruột gan của chiếc âm đi này đấy. Các bác đừng nghĩ là cái âm đi 506 giờ là nó yếu nhá, nó không hề yếu, công suất nó rất khỏe đấy. Và thôi bây giờ cho em xin phép này, rượu nhiều rồi lắm lúc nói nó hơi sai thì các bác thông cảm nhá. Em thì đi lắp rất nhiều các tỉnh và thường thường là hay về khuya về muộn, thế nên lắm lúc vợ em cứ bảo là ông ngủ ở ngoài đường nhiều hơn ngủ ở nhà đấy. Thì lúc nãy bác của Phú Thọ cũng được chứng kiến vợ em nói câu nói đó, thì bác Phú Thọ bảo câu là em hát thử bài hát đấy xem có đúng không. Thì cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã ủng hộ em, và bây giờ em xin phép được hát bài này. Bài này hình như của Giang Di hát thì phải, của Giang Di sáng tác luôn, em xin phép nhé. Dù đã biết trời đi buổi sớm, nhưng sao mà chẳng chẳng thấy bình thường. Chờ đến sáng đêm dài tối,
xa một thành từ ở mấy ngàn thu mô. Vì cuộc sống chờ khi vội sớm từ từng cờ hơn tâm tình. Vì tương lai chúng mình xây mộng xa hoàng nào có thiết lòng nữa. Ý trong đời duy nhất phận Phạm Thức Audio. Cảm ơn anh em quý vị các bạn trong thời gian vừa rồi đã ủng hộ kênh bên em, và ngày hôm nay rất vui đã được gặp các bác. Và chưa bao giờ em hứa mà em không làm, ngày hôm nay em đã hứa và em đã làm. Nếu em hát không hay, anh em quý vị các bạn